bóc thùng đẩy LT1006 anh em nhé. Với con LT1006 này thì công suất của nó đạt là 800W một kênh ở chế độ 8 ôm anh em nhé. Thì với con này thì anh em có thể chơi được mỗi một kênh, chúng ta có thể đánh được một cặp bát 30 ngon lành luôn. Và con này thì tiếng của nó sao tiếng rất hay anh em nhé, tiếng rất ngon luôn. Anh em đang thấy là bên em đang test tín hiệu. Và bây giờ là sẽ cắm loa anh em nhé. Với những cái con đẩy như này thì nó cực kỳ là bền bỉ. Con đẩy này thì tất cả mặt của nó là nhôm nguyên khối anh em nhé. Nhôm rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Quạt gió chạy rất là êm anh em nhé. Quạt gió chạy cực kỳ là êm. Mặt mà phay nhôm hết anh em nhé. Cực kỳ là đẹp. Chiều sâu thì con này là 40cm anh em nhé. 40cm. Hai găng tay 40cm. Nó cũng không phải là quá to quá dài anh em nhé. Và nặng tầm 20kg anh em nhé. Cái biến áp, chủ yếu là cái biến áp của nó rất là lớn. Biến áp con này cực kỳ lớn anh em nhé. Mặt sau thì cũng như những cái con đẩy khác thôi. Đây anh em có thể nhìn, em có thể rút cái dây. Dây nguồn nó cũng rất là lớn. Công suất đủ mà. Công suất đủ là 800W một kênh ở chế độ 8 ôm anh em nhé. 800W một kênh ở chế độ 8 ôm. Đấy, thì anh em có thể chơi được tất cả những dòng loa. Tất cả những dòng loa luôn. Và đây. Hai đầu input đầu vào. Và hai đầu linh ra anh em nhé. Anh em có thể linh ra một cục đẩy khác. Và chúng ta có cả cầu xoắn này. Vừa dùng cầu xoắn, vừa dùng speaker. Đấy, có các chế độ đánh như là panel, stair và bridge anh em nhé. Độ nhạy đầu vào đây. Đấy, thì anh em có thể nhìn thấy. Nói chung là đây là một cục đẩy nó rất là bền bỉ. Em phải nói là rất là bền bỉ, phù hợp cho anh em chơi hai cặp loa. Đó, hoặc anh em nào chơi những cặp 40, hoặc là súp bát 50, hoặc là anh em chập kênh và đánh súp kép. Đều ngon lành luôn anh em nhé. Chập kênh và đánh một quả súp kép đều ngon lành. Anh em chơi những cái phòng hát karaoke ấy, anh em có thể chập hai kênh này, đánh một quả súp kép, hoặc là chập kênh đánh một quả súp đơn 50, đều ngon lành anh em nhé, rất là khỏe. 1006, công suất của nó là mỗi một kênh này là 800W một kênh ở 8 ôm anh em nhé. Đó, tiếng của nó thì rất là hay. Con này thì em đã tháo nội thất rất là nhiều rồi cho anh em xem rồi, thì không phải bàn nữa, cái biến áp của nó rất là lớn, to như biến áp 4 kênh luôn. Đó, thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Giá thì hiện tại là 6.200.000 đồng, bên em sẽ bao ship cho tất cả anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Chào tất cả anh em. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.